Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình Điểm tin số 56 của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ. Chương trình Điểm tin hôm nay, thứ năm ngày 18 tháng 6 năm 2020 với những tin tức đáng chú ý sau đây. Đại giới đàn đạt đồng tại Long An. Trung ương Giáo hội tổ chức ngày hội hiến máu. Khai mạc hội thảo về Phật giáo cổ truyền Việt Nam. Khóa bồi dưỡng trụ trì tại Pháp viện Minh Đăng Quang. Buddhapa và cà phê tại Đà Nẵng đã tự gỡ bảng hiệu đăng ký đổi tên. Các trung tâm Phật giáo tại Hoa Kỳ đóng cửa đến tháng 7. Sáng ngày 12 tháng 6 tại Tổ đình Tôn Thạnh, huyện Cần Duộc, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Long An đã trọng thể khai mạc Đại giới đàn đạt đồng Phật lịch 2564, truyền giới cho hơn 560 giới tử. Đại giới đàn đạt đồng được khai mở nhằm mục đích tạo điều kiện để hàng xuất gia trẻ kiên trì giữ gìn giới luật, tuân thủ thanh quy chốn thiền môn, làm sáng hạnh bậc xuất trần, nối thành dòng thánh, báo Phật ân đức. Hòa thượng Thích Minh Thiện, trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh cho biết, tôn hiệu đạt đồng định danh cho Đại giới đàn năm 2020 của Phật giáo tỉnh Long An thể hiện tấm lòng tôn kính đối với bậc trưởng lão Thạch Trụ Tòng Lâm. Một đời nghiêm trì giới luật, sáng đẹp tông phong, rạng rỡ thiền môn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phụng sự đạo Pháp và dân tộc. Dịp này, hơn 560 giới tử xuất gia phát nguyện nghiêm trì giới Pháp, trang nghiêm tự thân, sống đời mô phạm, sớm tối chuyên cần, dồi trau thánh điển, thân cận thiện tri thức để tiến tu đạo nghiệp, xứng là hàng đệ tử của Đức Phật. Đại giới đàn năm nay được tổ chức truyền giới tại hai địa điểm, giới Trường Tăng tại Tổ đình Tôn Thạnh và giới Trường Ni tại Chùa Tôn Vân, cùng tọa lạc ở xã Mỹ Lộc, huyện Cần Duộc, tỉnh Long An. Đây là các trú xứ gắn liền với quá trình xuất gia, tu học và hành đạo của vị giáo phẩm khả kính. Ban tổ chức Đại giới đàn cung an chức sự Hội đồng Thập sư Tăng, Hội đồng Thập sư Ni, trong đó cung thỉnh trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ kiêm giám luật Hội đồng Chứng minh và Hòa thượng Thích Như Niệm, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, đương vi Hòa thượng đàn đầu giới đàn Tăng, Ni trưởng Thích Nữ Như Đức, Ni trưởng Thích Nữ Như Ngọc và Ni trưởng Thích Nữ Đạt Thuận, đương vi Hòa thượng đàn đầu các đàn giới Tỳ Kheo Ni, Thức Xoa và Sa Di Ni. Sáng ngày 13 tháng 6, chương trình Ngày hội hiến máu cứu người hành Bồ Tát Đạo do Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp cùng với Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức đã được diễn ra tại trụ sở của Giáo hội Chùa Quán Sứ Hà Nội. Khai mạc chương trình, Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự nhấn mạnh việc hiến máu cứu người là hành động vô cùng thiết thực và ý nghĩa. Một giọt máu được cho đi, một cuộc đời được ở lại. Được biết, đây là năm thứ hai Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ và Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức Ngày hội Hiến máu cứu người. Lần này, chương trình đã thu được hơn 200 đơn vị máu bổ sung vào ngân hàng máu phục vụ công tác điều trị. Sáng ngày 16 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Tượng Phật Nhập Niết Bàn, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, hội thảo khoa học với chủ đề Lịch sử hình thành Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam và sự đóng góp cho đạo Pháp và dân tộc đã khai mạc trọng thể. Hội thảo do Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam phối hợp cùng với hệ phái Phật giáo cổ truyền tổ chức nhằm tri ân công đức của các bậc tiền nhân, làm sáng tỏ các giá trị lịch sử cội nguồn hệ phái, xác định vai trò, vị trí của Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam trong một thời kỳ lịch sử, một trong chín tổ chức hệ phái giáo hội thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào năm 1981. Hội thảo giúp hiểu rõ hơn về lịch sử Phật giáo Việt Nam cận hiện đại, bổ sung những khoảng trống về nhận thức đối với các tổ chức hệ phái Phật giáo nói chung, những đóng góp của Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam nói riêng, rút ra những bài học và giá trị lịch sử của Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam nhằm phát huy tinh thần nhập thế của Phật giáo Việt Nam. Hội thảo nhận gần 60 bài tham luận của các nhà nghiên cứu Phật giáo ở trong và ngoài giáo hội trên khắp cả nước, tổ chức thành 3 hội thảo chuyên đề tại các phòng riêng với các nội dung bối cảnh lịch sử và sự hình thành của Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam, những đóng góp của Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam cho đạo Pháp và dân tộc, thân thế sự nghiệp chư tôn đức lãnh đạo tiêu biểu của Giáo hội Phật giáo cổ truyền Việt Nam,
qua các thời kỳ. Chiều ngày 15 tháng 6, khóa bồi dưỡng trụ trì do hệ phái Khất Sĩ tổ chức đã chính thức khép lại với buổi lễ bế mạc diễn ra tại Pháp viện Minh Đăng Quang, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Được biết, khóa bồi dưỡng diễn ra trong 7 ngày, từ ngày 9 đến ngày 15 tháng 6. Năm nay, khóa có 302 tăng ni, trong đó tăng có 90, ni có 212 vị. Số chư tăng ni tham gia khóa học năm nay có khoảng 50% chư vị trên dưới 10 tuổi hạ, 40% từ 10 đến 20 tuổi hạ và khoảng 10% từ 20 đến hơn 30 hạ lạp. Có 17 vị tăng và 8 vị ni trình bày tham luận hoặc chia sẻ kinh nghiệm, tu học và hành đạo. Khóa học cũng đã đón tiếp sự quan lâm giảng dạy của Hòa Thượng Thích Huệ Thông, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn Phòng 2 Trung ương, ông Lê Hoàng Vân, Phó Ban Tôn giáo Thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và trao đổi về nội quy ban tăng sự liên quan trách nhiệm vị trụ trì cũng như luật tín ngưỡng tôn giáo. Khóa bồi dưỡng trụ trì năm 2020 của hệ phái Khất Sĩ có chủ đề chính là vai trò của trụ trì trong thời hội nhập và phát triển. Các tham luận mạn đàm xoay quanh các vấn đề, thứ nhất là vai trò trách nhiệm của vị trụ trì, thứ hai là sách tấn, chia sẻ những kinh nghiệm tu học, thứ ba là tinh thần nối truyền Thích Ca chánh pháp của Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, thứ tư là thảo luận, báo cáo và định hướng của 8 ban trong hệ phái, thứ năm là chia sẻ những kinh nghiệm tổ chức tu học. Vâng thưa quý vị, vừa qua một điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, rượu bia, cà phê giải khát ở đường Ngô Thị Sĩ, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, ban đầu lấy từ Buddha để đặt tên quán, nay đã chủ động gỡ bỏ, thay đổi bảng hiệu và các dấu ấn của tên cũ là Buddha Bar và Cà Phê. Người đại diện về pháp lý, đồng thời là quản lý của quán cho biết, sau vụ việc quán ăn Thái, ổ dịch COVID-19 lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, bị dư luận phản ánh và chính quyền đã xử lý nghiêm, quán đã chủ động nhận thức và bắt đầu có những điều chỉnh. Tuy nhiên, do lúng túng vì chưa tìm được tên mới phù hợp nên có sự chậm trễ. Thêm vào đó, cơ quan chức năng tại thành phố Đà Nẵng đã đến giải thích động viên điều chỉnh vì việc đặt tên như ban đầu là không phù hợp với văn hóa truyền thống và thuần phong mỹ tục Việt Nam. Người đại diện pháp luật và đồng thời là quản lý quán này cũng giải thích thêm, quán nằm ở khu vực phố Tây nên chủ đầu tư chỉ ăn theo danh từ trên nhằm thu hút du khách từ châu Âu chứ không hề có ý gì khác. Hiện nay quán đã đổi tên, điều chỉnh giấy phép kinh doanh, gỡ bỏ các hình thức trang trí tượng Phật, gỡ bỏ các hình ảnh có gắn logo, bảng hiệu cũ hoàn toàn từ đầu tháng 6 năm 2020. Quán chính thức điều chỉnh tên thành Ơi và được cơ quan chức năng quận Ngũ Hành Sơn cấp giấy phép lần 2 vào ngày 1 tháng 6 năm 2020. Vâng thưa quý vị, theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, hiện nay Hoa Kỳ là quốc gia đứng đầu thế giới về số lượng người nhiễm bệnh và tử vong vì COVID-19. Từ giữa tháng 3, khi Tổng thống nước này tuyên bố tình trạng y tế khẩn cấp toàn quốc, hầu hết các cơ sở Phật giáo tại đây đã bắt đầu dừng các hoạt động tu học tại chỗ và chuyển sang sinh hoạt online để giảm sự lây lan của bệnh dịch. Nhiều trung tâm và cơ sở Phật giáo tại Hoa Kỳ tiếp tục gia hạn thời gian mở cửa trở lại đến tháng 6 và tháng 7. Trong đó, Hội Thiền Nội Quán, Trung tâm Phật giáo Bear tại Massachusetts thông báo đóng cửa khóa tu tại trung tâm, kể cả các khóa tu trong rừng đến đầu tháng 7. Toàn bộ chương trình tu học của Trung tâm Thiền Nội Quán Spirit Rock tại California đang được duy trì trực tuyến thông qua website. Trung tâm tu học khu vườn ngàn vị Phật ở Ali, Montana đã chuyển các khóa tu mùa xuân sang hình thức trực tuyến và hoãn chương trình Phật học mùa hè thường niên. Tương tự, Trung tâm Kagusuka Joling tại Oregon đã đóng cửa các hoạt động và chùa Tây Lai thuộc Phật Quang Sơn tại California cũng ngừng tất cả hoạt động và chưa có thông báo về thời gian sinh hoạt trở lại. Tuy nhiên, vừa qua, Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống bệnh tật Hoa Kỳ đã phát hành tài liệu hướng dẫn mới phục vụ cho việc mở cửa trở lại các cơ sở tôn giáo tại nước này. Theo đó, các cơ sở tôn giáo muốn mở cửa trong thời gian dịch bệnh phải đảm bảo các yêu cầu như vệ sinh cơ sở vật chất mỗi ngày, cung cấp xà phòng và dung dịch rửa tay cho người tới sinh hoạt, khuyến khích sử dụng khẩu trang vải, giữ khoảng cách tương tác, hạn chế việc dùng chung hay chia sẻ các vật dụng tại cơ sở thờ tự, sinh hoạt tôn giáo. Kính thưa quý vị, những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin trong tuần số 56 với nhiều hoạt động, sự kiện Phật giáo trong mùa an cư kiết hạ của chư Tăng Ni. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi điểm tin của Giác Ngộ TV, kênh truyền hình trực tuyến của Báo Giác Ngộ. Quý vị có thể đăng ký kênh Giác Ngộ TV trên YouTube và giới thiệu để người thân của mình cùng đăng ký để xem tin tức, nghe pháp thoại qua các chuyên mục Điểm tin, tin tức, Phật giáo và đời sống, sống đẹp, sự kiện vấn đề, chùa Việt, ẩm thực chay, v.v.
Kính chúc quý vị nhiều an lành và hẹn gặp lại trong các bản tin sau của Báo Giác Ngộ.